Anh năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi? 35 rồi. 35 hả? Rồi anh bị bẩm sinh hả? À, rồi anh bán vé số ha. Dạ, vé số rồi. Dạ, một ngày bây giờ anh bán được bao nhiêu tờ? Dạ, em biết được 150. 150 ha. Anh có vợ con gì không? Dạ, có một vợ đứa, hai đứa dạ, con. Vợ cũng vậy luôn. À, vợ anh cũng vậy luôn hả? Dạ, có hai đứa con ha. Dạ. Dạ. Rồi, là Mạnh Thường Quân thấy vậy luôn. Dạ, cảm ơn mẹ. Thì hôm nay gặp anh là cái duyên nha. Dạ. Em sẽ xin phép một nhà hảo tâm, đó là chú Xanh ở tại Mỹ, sẽ tặng cho anh một phần quà cho nhỏ nha, để cho anh đỡ vất vả cùng với vợ và con của mình trong vài ngày sắp tới nha. Thì đây là tấm lòng chú Xanh tặng cho anh. Anh đếm được không? Dạ không. À, anh biết tờ này bao nhiêu không? Dạ. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chú Xanh tặng cho anh 1 triệu. Để cho anh đỡ. Dạ, sử dụng chân không để hen. Cảm ơn chú. Dạ, bữa nay anh nhận được phần quà, anh cảm giác thế nào? Dạ, có rất nhiều vui. Dạ, anh có nhắn gửi gì với chú Xanh không? Dạ, con cảm ơn chú Xanh. Cảm ơn anh. Dạ, chúc có tôi gì sức khỏe à. Cảm ơn anh. Dạ. Hy vọng với tấm lòng chú Xanh ha. Dạ. Giúp đỡ cho gia đình 4 người của anh. Dạ. Có một bữa cơm ngon miệng. Dạ. Trong vài ngày sắp tới. Yeah. Chú Xanh chúc anh mua mai bán đắt nha. Dạ, yeah, cảm ơn chú xin nhiều. Cảm ơn anh, xin phép cho anh nha. Yeah. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Dạ, yeah, con chào nội. Dạ, nó bán gì vậy nội? Bán nè. Nó bán tàu hũ hen. Dạ, một miếng bao nhiêu nội? Miếng 5.000 chú. Miếng 5.000, con thấy hình như vé số nào bán nữa hả? Vé số đó. Dạ. Nó bán nhiều loại dữ vậy nội? Không đủ ăn nè. Không đủ ăn nè nội. Nội năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi nội? 78 rồi chú. 78 rồi. Quê của nội ở đâu nội? Quê là ngoài Bắc mà theo chồng về đây. À, nội ở tỉnh nào? Bắc Ninh. Bắc Ninh. Dạ, nó vậy là quan họ. Vậy là nội vô đây lâu rồi hen. Ba mấy năm mới vô giải phóng xong vô theo dạ. Ba mấy năm rồi hen. Dạ, rồi bây giờ thì nội bán cái này với một ngày nội bán được bao nhiêu tờ giấy số nội? 50 tờ. Ít dữ vậy hả nội? Đi mới bán được, tại chân đau đâu có đi được. Mình bán thêm á. Dạ, thành ra là mình ngồi mình đợi khách hen. Dạ. Bao nhiêu đâu chú đậu lâu lâu nhiêu ngày. Dạ. Rồi một ngày mình lời như thế thì mình có lo cho ai không nội? Thì hai ông bà. Dạ, vậy là ông nội còn. Dạ. Con cháu lớn hết hả nội? Con cháu ở riêng hết rồi. Ở riêng hết rồi. Đủ sống luôn. Dạ. Cảm ơn nội. Thì hôm nay con chia sẻ với nội nha. Bữa nay gặp nội là một cái duyên nha. Con sẽ xin phép một nhà hảo tâm, đó là chú Xanh ở tại Mỹ, có một cái phần quà nho nhỏ muốn tặng cho nội. Thì của ít lòng nhiều, chú Xanh chúc nội ha sẽ giữ gìn sức khỏe của mình. Dạ, thì đây là tấm lòng của chú Xanh tặng cho nội. Nội đếm giùm con xem. Dạ, được bao nhiêu ạ? 500. Bữa nay nội nhận được phần quà này, nội cảm giác như thế nào? Mừng. Anh ấy. Dạ, nội có nhắn gửi gì với chú Xanh không? Gửi lời cảm ơn chú nhé. Dạ. Chú mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Cảm ơn nội. Dạ, đây là gói xôi tặng cho nội ăn sáng. Cái này là của bà ngoại bán xôi ở ngoài đầu đường. Dạ, tặng cho nội. Đó hả? Dạ. Không mà nội, bà ngoại đã tặng cho bà nội. Tặng cho nội. Rồi thôi chúc nội giữ gìn sức khỏe, mua mai bán đắt nha nội. Cảm ơn. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đang ở tại ấp chợ xã Mỹ Thạnh, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ thay mặt một nhà hảo tâm mới, đó là tấm lòng của chú Lưu Nhuận Xanh ở tại Mỹ. Thì quê hương của chú ấy ở tại là khu vực gần đây, ở tại chợ, một cái khu chợ có tên là chợ Mỹ Long. Thì ngày hôm nay em sẽ thay mặt chú ấy để gửi đến những cái phần quà của chú ấy đến với cho bà con khó khăn. Dạ, con chào ngoại. Ngoại bán gì hả ngoại? Bán vé số. Dạ, ngoại bán vé số hả ngoại? Dạ, ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 82. 82 rồi, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Khỏe cũng
Bây giờ một ngày là ngoài bán được bao nhiêu tờ ngoài? 200-250 trở lại. Dạ, vậy là ngoại lời có 100-mấy chục ngàn ngày thôi ha. Mà bán vậy thì ngoại có lo cho ai không ngoại? Không ngoại không, muốn ăn đồ sống được. Chứ có thằng con Út nó ở đây nó chạy được. Dạ, giờ coi như hoàn cảnh nhà ngoại cũng khó khăn ha. Dạ, ông ngoại còn không ngoại? Dạ, không. Dạ, thì hôm nay gặp ngoại là một cái duyên ha. Bữa nay con sẽ thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Xanh ở tại Mỹ. Thì quê hương của chú ấy thì cũng đâu đó ở gần đây. Thật ra là bữa nay con thay mặt chú ấy có một phần quà nho nhỏ muốn tặng cho ngoại. Thì cũng ít làm nhiều, nhưng mà chú ấy là mong muốn là sẽ giúp được cho ngoại đỡ cái phần vất vả trong vài ngày sắp tới, cũng như là giúp cho ngoại có cái tiền mua thuốc uống mỗi khi mà ngoại đau nhất nha. Thì đây là tấm lòng của chú Xanh. Dạ, chú Xanh gửi tặng cho ngoại. Em tên chú gì? Dạ, chú Xanh. Chú ở Mỹ mà nó ở đây hả? Dạ đúng rồi, chú Lưu Nhuận Xanh. Còn biệt danh của chú ấy thì con không biết. Dạ, thì ngày hôm nay chú Xanh tặng cho ngoại bao nhiêu à? Quay đếm giùm con à. 2, 3, 4, 5 tấm. Dạ, bữa nay ngoại nhận được phần quà thì ngoại cảm giác như thế nào? Cũng mừng, có tiền được mua thuốc uống được. Dạ, ngoài có nhắn gửi gì với chú Xanh không? Gửi với cảm ơn chú Xanh nha. Dạ, chú Xanh chúc ngoại sẽ giữ gìn sức khỏe của mình nha. Dạ, mỗi khi đau nhức thì cũng đỡ vất vả. Dạ, trong cái vấn đề mà tìm thuốc uống. Cảm ơn chú Xanh. Dạ, xin phép chào ngoại nha. Chúc ngoại mua ai máy tắt đi chứ. Dạ, con chào ngoại. Dạ. Ngoại bán gì hả ngoại? À, xôi. Xôi hả ngoại? Bánh tiêu. Xôi dùng bánh tiêu. Ngoại dạ. Ngoại cho con xem một cái được không ngoại? Dạ, được. Dạ. Một cái giờ ngoại bán bao nhiêu ngoại? Dạ, 5 ngàn. Hàng rẻ dữ vậy ngoại? Dạ. Ồ, có nguyên bịch muối mè trong đây được. À, được. Xôi. Ngon quá. Sao ngoại bán rẻ dữ vậy ngoại? Bán dân bình dân cho dân ăn đi làm, lao động mà. Dạ, bán dạ. Về ngoại có lời không? Có. Dạ. Ở ngoại cũng kiếm được 100-200. Dạ. Cũng sống qua ngày. Dạ. Ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? À, năm nay 71 tuổi. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Sức khỏe thì bình thường. Dạ, chúc mừng ngoại. Dạ. Dạ. Bình thường để nuôi mấy đứa cháu ăn học chứ. À, dạ nuôi cháu. Dạ. Ông ngoại còn không ngoại? À, ông ngoại còn. Dạ. Dạ. Vậy là coi như ngoại lo dạ. Cho cháu cũng như là lo cho chồng nha. Bốn đứa cháu ngoại mà ra đường được 2 đứa đi làm rồi. Dạ. Dạ. Con dạ, hiểu còn, rồi. Còn thằng lớn thì nó cũng đi làm. Dạ. Con nhỏ thì cũng đi làm hết. Dạ. Bữa nay thì gặp ngoại là một cái duyên. Dạ. Con cũng chia sẻ với ngoại. Dạ. Là bữa nay con thay mặt chú Xanh. Dạ. Là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Thì ngày xưa chú ấy cũng ở đây. Dạ. Thành ra là bữa nay con thay mặt chú ấy. Dạ. Có một phần quà hỗ dạ. Trợ cho những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ. Mà mưu sinh vất vả như hoàn cảnh của ngoại. Dạ. Dạ thì đây là tấm lòng của chú Xanh tặng dạ. Cho ngoại. Dạ. Dạ ngoại đếm giùm con ngoại được bao nhiêu à? Dạ. Dạ, bữa nay ngoài nhận được phần quà này ngoài cảm giác như thế nào? Là rất vui mừng, dạ. Cũng cảm ơn những em Út để hỗ trợ. Dạ. Ngoài chúc sức khỏe cho em Út được dạ. Khỏe để dạ. Mà trợ cho những người già. Dạ. Ngoài cũng cảm ơn, dạ. Thay thế gửi lời cảm ơn. Dạ. Dạ. Thì chú Xanh cũng chúc ngoại ha dạ. Để giữ gìn sức khỏe của mình được như dạ. Vậy hoài à. Thêm cái nữa là bán đắt hàng hơn rồi, dạ có buổi cơm ngon miệng à. Cùng với gia đình dạ dạ, dạ. Cảm ơn nói ngoại gửi lời thăm chú Xanh. Chúc chú Xanh có nhiều sức khỏe cảm ơn ngoại dạ. Dạ để tiếp tục hỗ trợ giúp bà con khó dạ, khăn nha hỗ trợ giúp bà con cảm ơn ngoại dạ. Xin phép chào ngoại nha dạ con chào ngoại dạ ngoại bán gì hả ngoại? Xôi. Xôi hả ngoại à. Dạ. Xôi này là ngoại bán từ hồi mấy giờ tới giờ ngoại? Sáng rồi 3 giờ ra rồi 4 giờ tới giờ. 4 giờ sáng là ngoại bán rồi hả ngoại? Bây giờ một gói ngoại bán bao nhiêu ngoại? Hả? À? Một gói ngoại bán bao nhiêu? 5 ngàn. Dạ rẻ vậy hả ngoại? À. Ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 70 rồi. Dạ. Bây giờ thì sức khỏe ngoại như thế nào? Cũng khỏe. Dạ chúc mừng ngoại. Dạ. Mà một ngày ngoại bán cái này ngoại trừ hết chi phí thì mình còn được nhiêu ngoại? Trăm mấy. Mà ngoại bán vậy ngoại có lo cho ai không? Không, sống con mình thôi. Có các con mà ăn
kia. Dạ, ông ngoại còn không ngoại? Mất rồi, dạ. Mới mất đây. Dạ. Bữa nay thì gặp ngoại là cái duyên nha. Dạ. Con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Sanh ở tại Mỹ. À. Thì quê chú ấy cũng ở tại đây. À. Dạ. Và thành ra là bữa nay chú ấy có một cái phần quà dạ. nhỏ nhỏ muốn tặng cho ngoại. Dạ. Để cho ngoại đỡ vất vả hơn trong vài ngày dạ. sắp tới. Dạ. Thì đây là tấm lòng của chú Sanh tặng cho ngoại. Ngoại đếm giùm con, ngoại được bao nhiêu? Dạ. 200 phải không? Dạ, giấy lên giấy 100. Dạ, 2 triệu. Dạ không, ngoại được 400. 400, dạ. 200. Dạ. Thì đó là tấm lòng của chú Sanh tặng cho ngoại. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Cảm thấy mừng như thế. Dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với chú Sanh người đã tặng cho mình không? Dạ có. Dạ. Gửi cảm ơn rồi, cảm ơn của chú Sanh. Chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ. Dạ giữ gìn và bán được đắt hàng hơn nữa. Dạ. Dạ. Xin phép chào ngoại nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ ngoại ơi, con chào ngoại. Ngoại ngoại bán gì vậy ngoại? Ngoại bán đủ thứ hết trơn. Dạ, ngoại bán vé số nữa hả ngoại? Dạ. Còn ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Có 72 tuổi. 72. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Ổn định. Cũng ổn định, chúc mừng ngoại. Ngoại dạ, ngoại bán cái này một ngày mà mình trừ hết chi phí thì mình được 100.000 không ngoại? Bán thì chi phí thì được. Dạ. Mà có một cái rồi, chơi hết rồi. Dạ, ngoại chơi gì vậy ngoại? Chơi vé số tên rồi. À, ngoại là coi như ngoại bán vé số mà ngoại cũng thích vé số nữa ha. Thích dò hen. Dạ. Rồi bây giờ hiện tại ngoại ở với ai? Ở với chị. Dạ. Còn ngoại không có gia đình hả? Không. Dạ, con hiểu rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn ngoại. Thì hôm nay ha, con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là một cái duyên. Con sẽ xin phép một nhà hảo tâm, đó là chú Sanh ở tại Mỹ. Thì ngày xưa chú ấy cũng ở gần gần trong cái khu vực này, thành ra là chú ấy rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra bữa nay con thay mặt chú ấy tặng cho ngoại phần quà, thì của ít lòng nhiều. Đây là tấm lòng chú Sanh tặng cho ngoại. Ngoại đếm thử là mình được bao nhiêu? Không dám đếm luôn. Nội, ông ngoại nhận đi để khi nào mà ngoại có đau ốm hay gì đó. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Dạ, ngoại đếm xem mình được bao nhiêu. 500. Dạ, bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? Vui quá trời. Dạ, ngoại có nhắn gửi gì với chú Sanh không? Chú Sanh ơi, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ, chú Sanh chúc ngoại giữ gìn sức khỏe và có bữa cơm ngon miệng nha, cùng với chị của mình, và mua mai bán đắt hàng hơn nữa nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn ngoại, xin phép chào ngoại nha. Mía cho mấy mẹ chú nha. Dạ, con chào cô. Dạ, cô ơi, cô đang bán gì vậy cô? Đang bán mía. Bán mía. Bán mía, bán được. Vì bán chuối ha. À. Cô năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi cô? Năm nay 68 tuổi. 68 rồi. Bây giờ sức khỏe cô như thế nào cô? Cũng đau lưng lắm, tại nghèo cứ ra bươn ra được bác dạ. cái lời gì đâu nuôi cháu nuôi con. Dạ, tại khó khăn quá cô ha. Dạ, đau lưng dữ lắm, đi khom. Dạ. Đi muốn hết nổi mà cứ ráng. Dạ. Một ngày mà nếu mà cô bán cái này bữa nào mà hên lắm trừ chi phí thì mình còn được khoảng bao nhiêu cô? Trời, bán có khi ngày dốt rồi luôn, có khi không được 100.000 đấy chú. Trời còn ơi. Có khi thì được 200 mấy, có 100 mấy, có khi được 100.000. Ít vậy đó hả cô? Ít thịt luôn, ế chợ dễ dữ lắm, má dạ. mới mua. Dạ, ông xã cô còn không? Đợi anh chết lâu rồi. Vậy là cô nuôi cháu ha? Nuôi con mà nuôi cháu nữa. Dạ. Bây giờ mía này là cô bán một khúc bao nhiêu? Một khúc 3 khúc 10.000, còn khúc bự thì 5.000. Dạ, rẻ quá trời. Thì rốc vậy thì 10.000 một bịch. Dạ. Dạ rồi, con hiểu rồi. Mà mía này là cô mua đi bán lại hay đồ nhà cô? Không, mà không nhà không có gì á, mua. Dạ, chuối cũng mua luôn hả cô? Mua hết, không có gì có. Vậy thì đâu có được bao nhiêu đâu. Dạ. Thì hôm nay chia sẻ với cô nghe, bữa nay gặp cô là một cái duyên. Dạ. Con bữa nay con thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Sanh. Dạ. Ở tại Mỹ. Dạ. Thì quê hương chú ấy cũng ở đây. Thì chú ấy thì rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ. Mà còn mưu sinh vất vả như cô. Dạ.
Thành ra ngày hôm nay con thay mặt chú ấy có một phần quà nho nhỏ muốn tặng cho cô. Thì đây là tấm lòng chú Xanh tặng cho cô. Cô đếm giùm con thôi, xem. Cho tiền gì? Dạ. Đâu chú hỏi. Chú Xanh tặng cho cô chứ không phải con. Dạ. Thành ra cô cứ nhận cho chú ấy vui nha. Đây là tấm lòng chú ấy tặng cho cô nha. Rồi vậy chú nói vậy cảm ơn ha. Dạ. Cô đếm giùm con mình được bao nhiêu? 500 ngàn. Dạ. À, cảm ơn nhiều. Bữa nay cô nhận được phần quà này cô cảm giác như thế nào? Vâng. Về mua gạo liền. Dạ. Cô có nhắn gửi gì với chú Xanh không? Em gửi cảm ơn. Dạ. Cảm ơn nhiều. Chú Xanh. Chúc chú khỏe mạnh để giúp đỡ bà con. Dạ. Chú Xanh cũng chúc cô ha. Dạ, có rồi, một bữa cơm ngon miệng cùng với cháu của mình. Dạ. 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 Chúc cô phục hồi sức khỏe nha. Thằng trai lớn này nó chết rồi bỏ ba đi cháu nội lại đó. Dạ. Bây giờ gánh phụ. Dạ. Thì thương quá. Nó bị té xe bị tai nạn. Dạ. Rồi, chúc cô phục hồi sức khỏe nha. Dạ. Rồi, dạ, ngon cảm miệng ơn. Nha. Rồi về cảm ơn chú nhiều ha. Dạ. Xin phép cảm ơn cô. Chú và cảm ơn chú Xanh nha. Cảm ơn chú và cô. Dạ, bác bán vé số hả bác? Dạ. Dạ, bác năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi bác? Dạ, 71 rồi. 71 rồi. Một ngày bây giờ thì ông ngoại bán được bao nhiêu tờ ông ngoại? Khoảng từ 100 tờ trở lại à. Dạ, ông ngoại bán vậy thì ông ngoại có lo cho ai không? Cũng dạ, còn bà, vợ với mấy hai đứa nhỏ đó. Dạ, vậy là một ngày ông ngoại lời có nhiêu đó thôi nha. Dạ. Dạ. Thì bữa nay thì cũng chia sẻ với ông ngoại ha. Dạ. Bữa nay gặp ông ngoại là cái duyên. Con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Xanh ở tại Mỹ, sẽ có một cái phần quà nho nhỏ muốn tặng cho ông ngoại để cho ông ngoại bớt cái vất vả trong cuộc sống trong vài ngày sắp tới. Thì đây là tấm lòng của chú ấy tặng cho ông ngoại nha. Dạ. Thì ông ngoại đếm giùm con xem chú ấy tặng cho ông ngoại bao nhiêu nha. Dạ. Dạ, 500 ngàn. Dạ, bữa nay ông ngoại nhận được phần quà này, ông ngoại cảm giác như thế nào? Dạ, rất mừng, dạ, cảm ơn nhà hảo tâm, cũng như chúng đã có lòng giúp đỡ cho những người gặp khó khăn như tôi vậy. Dạ. Cảm ơn rất cũng, nhiều. Dạ, cũng hy vọng với tấm lòng chú Xanh để giúp đỡ cho ông ngoại cũng như gia đình có bữa cơm ngon miệng trong vài ngày sắp tới nha. Dạ, chúc sức khỏe chú được dồi dào, gặn lo cho bác lắm thì được. Cảm ơn ông ngoại. Dạ, rồi chú ngoại mua ai bán đắt nữa nha. Xin phép chào ông ngoại. Dạ. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đang ở tại ấp chợ xã Mỹ Thạnh, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ thay mặt một nhà hảo tâm mới, đó là tấm lòng của chú Luân Nhuận Xanh ở tại Mỹ. Thì quê hương của chú ấy ở tại là khu vực gần gần đây, ở tại chợ, một cái khu chợ có tên là chợ Mỹ Long. Thì ngày hôm nay em sẽ thay mặt chú ấy để gửi đến những cái phần quà của chú ấy đến với cho bà con khó khăn. Thì bữa nay chia sẻ luôn với cô chú anh chị, tổng số tiền chú Luân Nhuận Xanh gửi cho em là 43.500.000. Trong đó là 20 triệu là chú ấy sẽ muốn gửi đến chùa Thanh Lương, hay còn gọi là chùa Lá ở Châu Thành, Đồng Tháp, thì em sẽ gửi sau. Thì số tiền còn lại là em sẽ lấy trong 13 triệu ngày hôm nay để gửi đến 13 triệu 500 ngàn ngày hôm nay để gửi đến cho bà con khó khăn tại khu vực xung quanh gần nơi chú ấy ở. Và thì đây là tấm lòng của chú Luân Nhuận Xanh, đây là 13 triệu 500 ngàn, cái cọc này là 10 triệu nè cô chú anh chị, còn như đây là 3.500.000. Dạ. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị cùng đi đến chợ Mỹ Long chung với em để tiến hành tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn. Chợ Mỹ Long, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, để trao tấm lòng của chú Xanh, cô chú anh chị ha. Em cũng sẽ ưu tiên cho những hoàn cảnh lớn tuổi trước. Cô. Rồi, em mời cô chú anh chị cùng vào chợ chung với em. 13.500.000. À, em lấy cái số tiền lẻ cho nó dễ á. 43.500.000 mà giờ em lấy 13.500.000 là còn 30 triệu. 30 triệu thì trong đó là 20 triệu thì cô chú Xanh sẽ gửi đến chùa Thanh Lương. Vậy là còn lại là 10 triệu nếu mà em phát hết cái này.
10 triệu rồi phát dạo, còn 20 triệu kia thì em sẽ gửi đến. Theo đây cô chú anh chị thấy mà khi đến Bến Tre đó là có những cái tiệm gạo á, người ta trang trí rất là đẹp luôn. Dạ con chào ngoại. Ngoại bán gì hả ngoại? Bán vé số. Dạ ngoại bán vé số hả ngoại? Dạ ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 82 rồi. Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Khỏe cũng bệnh bảy bảy nhỏ nhỏ với tùm lum vậy. Dạ. Bây giờ một ngày là ngoại bán được bao nhiêu tờ ngoại? 200-250 trái lợi. Dạ, vậy là ngoại lợi có 120,000 ngày thôi ha. Mà bán vậy thì ngoại có lo cho ai không ngoại? Không ngoại, không. Muốn kia ăn đồ xong được. À. Chứ có thằng con Út nó ở đây nó chạy được. Dạ, coi như hoàn cảnh nhà ngoại cũng khó khăn ha. Dạ, ông ngoại còn không ngoại? Dạ, không. Dạ, thì hôm nay gặp ngoại là một cái duyên ha. Bữa nay con sẽ thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Xanh ở tại Mỹ. Thì quê hương của chú ấy thì cũng đâu đó ở gần đây. Thật ra là bữa nay con thay mặt chú ấy có một phần quà nho nhỏ muốn tặng cho ngoại. Thì cũng ít làm nhiều, nhưng mà chú ấy là mong muốn là sẽ giúp được cho ngoại đỡ cái phần vất vả trong vài ngày sắp tới, cũng như là giúp cho ngoại có cái tiền mua thuốc uống mỗi khi mà ngoại đau nhất nha. Thì đây là tấm lòng của chú Xanh. Dạ. Chú Xanh gửi tặng cho ngoại. Em nói chú gì? Dạ chú Xanh. Chú ở Mỹ mà nó ở đây hả? Dạ đúng rồi, chú Lưu Nhuận Xanh. Còn biệt danh của chú ấy thì con không biết. Dạ thì ngày hôm nay chú Xanh tặng cho ngoại bao nhiêu à, ngoại đếm giùm con à. 2, 3, 4, 5 tấm. Dạ, bữa nay ngoại nhận được phần quà thì ngoại cảm giác như thế nào? Cũng mừng có tiền được mua thuốc uống được. Dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với chú Xanh không? Gửi với cảm ơn chú Xanh nha. Dạ. Chú Xanh chúc ngoại sẽ giữ gìn sức khỏe của mình nha. Dạ, mỗi khi đau nhức thì cũng đỡ vất vả. Dạ. Trong cái vấn đề mà tìm thuốc uống. Cảm ơn chú Xanh. Dạ. Xin phép chào ngoại nha. Chúc ngoại mua bán tắt lên chứ. Các chuyện hoặc là cùng tham dự. Dạ con chào ngoại. Dạ. Ngoại bán gì không ngoại? À xôi. Xôi hả ngoại? Bánh tiêu. Xôi dùng bánh tiêu. Ngoại dạ. Ngoại cho con xem một cái được không ngoại? Dạ được. Dạ. Một cái vậy ngoại bán bao nhiêu ngoại? Dạ 5 ngàn. Hàng rẻ dữ vậy ngoại? Dạ. Ồ có nguyên bịch muối mè trong đây được. À được. Xôi. Ngon quá. Rồi. Sao ngoại bán rẻ dữ vậy ngoại? Bán dân bình dân cho dân ăn đi làm lao động mà. Dạ. Bán dạ. Về ngoại có lời không? Có. Dạ. Bữa ngoại cũng kiếm được 100-200. Dạ. Không. Sống qua ngày. Dạ. Ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? À, năm nay 71 tuổi. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Sức khỏe thì bình thường. Dạ, chúc mừng ngoại. Dạ. Dạ. Bình thường để nuôi mấy cái cháu ăn học chứ. À, dạ nuôi cháu. Dạ. Ông ngoại còn không ngoại? À, ông ngoại còn. Dạ. À. Vậy là coi như ngoại lo dạ. Cho cháu cũng như là lo cho chồng nha. Cũng đứa cháu ngoại mà ra đường được 2 đứa đi làm rồi. Dạ. Dạ. Con dạ, hiểu còn, rồi. Còn thằng lớn thì nó cũng đi làm. Dạ. Con nhỏ thì cũng đi làm hết. Dạ. Bữa nay thì gặp ngoại là một cái duyên. Dạ. Con cũng chia sẻ với ngoại. Dạ. Là bữa nay con thay mặt chú Xanh. Dạ. Là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Thì ngày xưa chú ấy cũng ở đây. Dạ. Thành ra là bữa nay con thay mặt chú ấy. Dạ. Có một phần quà hỗ trợ cho những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ. Mà mưu sinh vất vả như hoàn cảnh của ngoại. Dạ. Dạ thì đây là tấm lòng của chú Xanh tặng cho ngoại. Dạ. Dạ ngoại đếm giùm con ngoại được bao nhiêu à? Dạ. Dạ, bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? À, là rất vui mừng, dạ. Cũng cảm ơn những em Út để hỗ trợ. Dạ. Ngoại chúc sức khỏe cho em Út được dạ. Khỏe để dạ. Mà trợ cho những người già. Dạ. Ngoại cũng cảm ơn dạ. Thay thế gửi lời cho.
thì chú Sanh cũng chúc ngoại ha, để giữ gìn sức khỏe của mình được như vậy hoài. Thêm cái nữa là bán đắt hàng hơn. Dạ, có buổi cơm ngon miệng cùng với gia đình. Dạ dạ, cảm ơn cả ngoại gửi lời thăm chú Sanh. Chúc chú Sanh có nhiều sức khỏe. Cảm ơn ngoại. Dạ, để tiếp tục hỗ trợ giúp bà con khó khăn nha. Hỗ trợ giúp bà con. Cảm ơn ngoại, xin phép chào ngoại nha. Để em đi vô từ cái đường lớn đi. Đỡ cái đường này mà nó không có đường nhánh ra chợ thì em cũng biết đường đi luôn. Hơi cũ quá cô chú anh chị, chứ nó cũng hơi nhỏ, là hai hoàn cảnh ở ngoài nãy giờ. Tuy nhiên thì em cũng không có tiện quay nhà, tay nó hơi kỳ. Ngoài trừ lại em quay mấy hoàn cảnh khó khăn đó thì em mới sáng như trong nhà thôi. Đây là chợ Mỹ Long nè cô chú anh chị. Vô bên phòng dạ con chào ngoại. Dạ ngoại, ngoại bán gì không ngoại? Bán bánh đủ thứ nè con. Dạ bán bánh đủ thứ quá trời quá trời nhiều luôn. Đó dạ. Mấy cái bánh này là ngoại làm hay ngoại mua đi bán lại? Cái này làm dạ. Còn cái này là đếm hết. Dạ ngoại, năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 78 rồi hả ngoại? Dạ bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Sức khỏe cũng khỏe mà chúc... mới nổi chứ không khỏe mà đâu nổi. Chúc mừng ngoại. Dạ. Cái này mà nếu mà ngoại bán mỗi ngày là đều hết không ngoại? Đều hết à. Dạ chúc mừng ngoại. Dạ một ngày mà ngoại bán cái này mà hết thì mình trừ chi phí thì mình còn được bao nhiêu ngoại? Chi phí chắc lại cũng được vài trăm. Dạ dạ. Dạ quá quý rồi. Dạ. Bởi vậy tuổi của ngoại vậy mà vậy là quá quý rồi. Dạ đúng rồi. Áo hết thì sớm nha. Dạ. Thấy ngoại bán thì vậy cũng mừng, chứng tỏ là bánh của ngoại rất là ngon luôn á. Thấy khách hàng người ta mới ủng hộ như thế này. Bởi vậy bán ngoại bán nhà nay là 57 năm rồi. Dữ vậy không ngoại? 57 năm. Quá trời lâu rồi. Dạ, bắp. Mấy gói cưng. Dạ. Dạ. Bán nay là 50 mấy năm rồi con. Dạ. Sau ra là ngoại còn sức khỏe làm là hay quá luôn á. Chứ mà độ tuổi. Nay là 11, 12 giờ dậy mặn tới giờ luôn á. Còn khuya không ngoại? 11, trời 12 giờ khuya dậy mặn tới giờ luôn á. Dạ. Mà điều nói ngay có con có dâu đồ ngủ. Dạ. Phải mình. Dạ. Khác nào chở ra, chở bánh ra. Dạ. Dạ thì hôm nay con chia sẻ với ngoại nghe. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Bữa nay con thay mặt một chú nhà hảo tâm, đó là bác Sanh. Thì bác ấy cũng ở khu vực gần gần đây. Dạ thì bác ấy ở tại Mỹ. Nhưng mà bác ấy rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh kiếm từ ngàn như ngoại. Thành ra ngày hôm nay con thay mặt bác ấy có phần quà nho nhỏ muốn tặng cho ngoại. Của ít lòng nhiều. Bác ấy chúc ngoại giữ gìn sức khỏe. Vậy ngoại cảm ơn con. Dạ, dạ mua mai bán đắt như vậy hoài ha. Dạ. Dạ, ngoại đếm xem ngoại được bao nhiêu ngoại. 5
con. Dạ. Mẹ cảm ơn nhà tài trợ. Dạ. Bữa nay mẹ nhận được phần quà, mẹ cảm giác như thế nào? Cảm giác thì nó cũng vui, mừng. Dạ. Tại vì khi không mà có gì mừng, còn mình mừng, tự động mình mừng thì nó cực khổ. Dạ. Còn này tự động mà nhà từ thiện cho là mình rất là mừng. Dạ. Nhà ngoài có nhắn gửi gì với bác Xanh không? Vậy bác ngoại gửi lời thăm bác gia đình mạnh giỏi. Dạ. Dạ. Cảm ơn ngoại, chúc ngoại giữ gìn sức khỏe và mua mai bán đất nha. Hơn nữa để về sớm ngoại ha. Dạ. Xin phép chào ngoại nha. Dạ. Dạ. Ngoại bán cho khách nha ngoại. Dạ. Dạ con chào ngoại. Dạ ngoại, ngoại bán gì hả ngoại? Xôi. Xôi hả ngoại? À. Dạ. Xôi này là ngoại bán từ hồi mấy giờ tới giờ ngoại? Sáng rồi 3 giờ ra rồi 4 giờ tới giờ. 4 giờ sáng là ngoại bán rồi hả ngoại? Bây giờ một gói ngoại bán bao nhiêu ngoại? Hả? À? Một gói ngoại bán bao nhiêu? 5 ngàn. Dạ rẻ vậy hả ngoại? À. Ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 70 rồi. Dạ. Bây giờ thì sức khỏe ngoại như thế nào? Cũng khỏe. Dạ chúc mừng ngoại. Dạ. Còn một ngày ngoại bán cái này ngoại trừ hết chi phí thì mình còn được nhiêu ngoại? Trăm mấy. Dạ. Mà ngoại bán vậy ngoại có lo cho ai không? Không, sống mình. Sống con mình thôi. Có các con mà anh Nghiên. Dạ, ông ngoại còn không ngoại? Mất rồi. Dạ. Mới mất cây. Dạ. Bữa nay thì gặp ngoại là cái duyên nha. Dạ. Con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Xanh ở tại Mỹ. À. Thì quê chú ấy cũng ở tại đây. À. Dạ. Ở thành ra là bữa nay chú ấy có một cái phần quà nhỏ nhỏ muốn tặng cho ngoại. Dạ. Để cho ngoại đỡ vất vả hơn trong vài ngày sắp tới. Dạ. Thì đây là tấm lòng của chú Xanh tặng cho ngoại. Ngoại đếm giùm con ngoại được bao nhiêu? Dạ. 500 phải không? Dạ, giấy lên giấy 100. Dạ 2 triệu. Dạ không, ngoại được 400. 400. Dạ. 200. Dạ. Thì đó là tấm lòng của chú Xanh tặng cho ngoại. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Cảm thấy mừng nhất. Dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với chú Xanh người đã tặng cho mình không? Dạ có. Dạ. Gửi cảm ơn rồi, cảm ơn của chú Xanh chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ. Dạ giữ gìn và bán được đắt hàng hơn nữa. Dạ. Dạ. Xin phép chào ngoại nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Ngoại mất yếu rồi. 38 mới gửi. À dạ dạ, cảm ơn cô. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Chợ Mỹ Long này xây dựng năm 2010, giờ là 14 năm rồi đó cô chú anh chị. Dạ. Con cảm ơn nha ngoại. Con cảm ơn ngoại nhiều nha. Dạ. Đây phải nói người lớn tuổi khá nhiều quá cô chú chị mới đi từ ngoài vô cũng hơi đông rồi nè. Dạ. Mình tới hội chợ ngoài này, ngoài này em nhìn qua thì ngoài ấy bán gạo. Em cũng muốn hỗ trợ ngoài kia mà em thấy ngoài kia bán có vẻ cũng được, như có con phụ nữa. Thank you.
để em đi một vòng xong rồi em đi ngược ra của chú anh chị ha. Dạ con chào nội. Dạ nội bán gì vậy nội? Bán nè. Nội bán tàu hũ hen. Dạ, một miếng bao nhiêu nội? Miếng 5.000 chú. Miếng 5.000. Con thấy hình như vé số nội bán nữa hả? Vé số đó. Dạ. Nội bán nhiều nhiều loại dữ vậy nội. Không đủ ăn nè. Không đủ ăn nữa nội. Nội năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi nội? 78 rồi chú. 78 rồi. Quê của nội ở đâu nội? Quê ở ngoài Bắc mà theo chồng về đây. À, nội ở tỉnh nào? Bắc Ninh. Bắc Ninh. Dạ, nó, vậy là nội vô đây lâu rồi hen? Ba mấy năm mới vô, giải phóng xong vô, theo dạ, ba mấy năm rồi hen. Dạ, rồi bây giờ thì nội bán cái này, với một ngày nội bán được bao nhiêu tờ giấy số nội? Bán vô 50 tờ. Ít dữ vậy hả nội? Đi mới bán được, tại chân đau đâu có đi được, ra mình bán thêm hết. Dạ, thành ra là mình ngồi mình đợi khách hen. Dạ. Bao nhiêu đâu, chú đậu lâu lâu nhiêu ngày. Dạ. Rồi một ngày mình lời như thế thì mình có lo cho ai không nội? Hai ông bà. Dạ, vậy là ông nội còn. Dạ. Con cháu lớn hết hả nội? Con cháu ở riêng hết rồi. Ở riêng hết rồi. Đủ sống luôn. Dạ. Cảm ơn nội. Thì hôm nay con chia sẻ với nội nha. Bữa nay gặp nội là một cái duyên nha. Con sẽ xin phép một nhà hảo tâm, đó là chú Xanh ở tại Mỹ, có một cái phần quà nho nhỏ muốn tặng cho nội. Thì của ít lòng nhiều, chú Xanh chúc nội ha sẽ giữ gìn sức khỏe của mình. Dạ, thì đây là tấm lòng của chú Xanh tặng cho nội. Nội, nội đếm giùm con xem. Dạ, được bao nhiêu ạ? 500. Bữa nay nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? Mừng. Anh ấy. Dạ, nội có nhắn gửi gì với chú Xanh không? Gọi lời cảm ơn chú nhé. Dạ. Chúc chú mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Cảm ơn nội. Dạ, đây là gói xôi tặng cho nội ăn sáng. Cái này là của bà ngoại bán xôi ở ngoài đầu đường. Dạ, tặng mua cho nội. Đó hả? Dạ. Không bà nội, bà ngoại đã tặng cho bà nội. À, tặng cho bà nội. Rồi. Rồi thôi chúc nội giữ gìn sức khỏe, mua mai bán đắt nha nội. Dạ. Mình năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi cô? Dạ 65 tuổi. Dạ. Bây giờ một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? 200 tờ. Dạ, bán vậy cô có lo cho ai không? Lo cho nhỏ cháu, có thằng cháu nó ở nhà nó đi học. À dạ, còn ông xã còn không cô? Dạ không. Dạ, là một ngày cô lời chỉ có 200 ngàn thôi. Dạ. Thì bữa nay gặp cô là cái duyên nha. Thì chỉ có con bữa nay con thay mặt chú Xanh là một nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Thì chú ấy rất là thương những người lớn tuổi mà đi bán vất vả mưu sinh như là hoàn cảnh của cô. Thành ra bữa nay con thay mặt chú ấy tặng cho cô một phần quà nho nhỏ để cho cô mua gạo ăn cùng với cháu của mình nha. Dạ, thì đây là tấm lòng chú Xanh tặng cho cô. Dạ, bữa nay cô nhận được phần quà này cô cảm giác như thế nào? Dạ, cô có nhắn gửi gì với chú Xanh không? Nhớ chú, chúc chú may mắn được khỏe. Dạ, chú Xanh chúc cô mua mai bán đắt nha. Dạ, thưa thế chào cô nghe. Dạ, dạ có bữa cơm ngon cùng với gia đình. Dạ. Dạ ngoại ơi, con chào ngoại. Thằng ngoại, ngoại bán gì hả ngoại? Ngoại bán đủ thứ hết. Dạ, ngoại bán vé số nữa hả ngoại? Dạ. Còn ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Có 72 tuổi. 72. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Cũng ổn định. Cũng ổn định, chúc mừng ngoại. Ngoại, dạ, ngoại bán cái này một ngày mà mình trừ hết chi phí thì mình được 100.000 không ngoại? Bán thì chi phí thì được. Nhưng dạ. Mà có một cái rồi, chơi hết rồi. Dạ, ngoại chơi gì vậy ngoại? Chơi với số rồi. À, ngoại là coi như ngoại bán với số mà ngoại cũng thích với số nữa ha. Thích dò ha. Dạ, rồi bây giờ hiện tại ngoại ở với ai? Ở với chị. Dạ, ngoại không có gia đình hả? Không. Dạ, con hiểu rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn ngoại. Thì hôm nay ha, con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là một cái duyên. Con sẽ xin phép một nhà hảo tâm, đó là chú Xanh ở tại Mỹ,
Thì ngày xưa chú ấy cũng ở gần gần trong cái khu vực này. Thành ra là chú ấy rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra bữa nay con thay mặt chú ấy tặng cho ngoại phần quà, thì của ít lòng nhiều. Đây là tấm lòng chú Xanh tặng cho ngoại. Ngoại đếm thử là mình được bao nhiêu? Không dám đếm luôn. Nội, ông ngoại nhận đi, để khi nào mà ngoại có đau ốm hay gì đó. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Dạ, ngoại đếm xem mình được bao nhiêu. 5 tạ. Dạ, bữa nay ngoại nhận được phần quà này, ngoại cảm giác như thế nào? Vui quá trời. Dạ, ngoại có nhắn gửi gì với chú Xanh không? Chú Xanh ơi, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ, chú Xanh chúc ngoại giữ gìn sức khỏe và có bữa cơm ngon miệng nha, cùng với chị của mình. Dạ, mua mai bán đắt hàng hơn nữa nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn ngoại, xin phép chào ngoại nha. À, kênh YouTube của em là Khương Nhật Minh. Khương Nhật Minh hả? Dạ, cảm ơn anh. Rồi, chúc anh chị sức khỏe nha. Dạ. Dạ, này bất ngờ quá trời, người lớn tuổi luôn cô chú anh chị. Dạ, con chào ngoại. Dạ, ngoại ngoại bán gì vậy ngoại? Coi chừng nhà cái tụi nó bán. À, ngoại coi chừng nhà hả? Dạ, dạ, nhà ngoại ở đây hả? Dạ. Có gì hả? Dạ, cái này ngoại cho người ta thuê hay là nhà ngoại? Ở nhà ngoại bán nha. Dạ. Thôi, chúc ngoại sức khỏe nha. Cảm ơn ngoại. Chắc có lẽ là có con cháu luôn. Bởi vì bây giờ em hiểu tại sao mà chú Xanh là muốn em phát cái chuyến này thôi. Chú Xanh có nhắn với em là chú Xanh nói chú Xanh ở khu vực chợ Mỹ Long. À, không, Mỹ Long. Tại vì không có dấu thì em không biết. Em định vị ra chợ Mỹ Long dòng trơm là ra chợ Mỹ Long như thế này, người lớn tuổi quá nhiều luôn, người ta bán dài 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 từ ngoài đường mà vô tới trong chợ luôn á cô chú anh chị. Khu vực sẽ bán thịt này có chứ gì ha. Bên đây cũng có mấy chỗ bán gạo mình hướng bên này, và lúc đó thì vô hướng nhà dân mình có chú anh chị. Bán cá, bán tôm của chú Dĩ nha. Đây là bán thịt. À, để em mời cô chú Dĩ xem cái bờ sông dưới này nha. Sông này cũng khá là bự nè cô chú anh chị ha. À, ở đây có một cái cầu sắt. À,
em nghĩ mà chợ này mà phóng sanh thì nó cũng dễ dàng lắm, xong quá là bực luôn. Sau ra là người bán cá ở đây thì cá tôm tép thì em thấy khoảng 10 sạp thôi, không có quá nhiều. Ngoại này là mua gánh bán bưng nè cô chú anh chị. Dạ con chào ngoại. Ngoại ngoại bán gì vậy ngoại? Bán vậy đó. Dạ. Mấy cái hải sản này là ngoại mua đi bán lại hay ngoại bắt ngoại? Mua. Mua bán lại ha. Ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 67 tuổi. Dạ. Rồi bây giờ hiện tại là cái này là cái con gì vậy ngoại? Sò lông được trẻ. À con sò lông. Mà trẻ ta về ngoại bán được bao nhiêu 1 ký ngoại? 15.000 gram. Dạ, yeah, cũng rẻ, con 150 ký thôi. Dạ. Yeah. Rồi cái này là ngoại quải quan gánh đi bán luôn đó hả ngoại? Gánh. Dạ, yeah. Gánh vậy thì nó có đau vai ngoại không ngoại? Nhức cái lưng dần. Nhức cái lưng. Dạ, yeah. Mà từ đó bây giờ ngoại bán là ngoại gánh gì không đó hả? Dạ. Yeah. Ngoại bán như thế này thì ngoại có lo cho ai không ngoại? Dạ. Ngoại shop. Dạ. Tiệm xe ôm mà không xe. Dạ. Tiệm xe ôm không? Xe ôm hết nhiều ngoại. Ôm không là cứ đi lên. Trăm mấy là ngoại đi với về luôn á ha. Đi về luôn. Dạ. Về luôn. Vậy là ngoại bán. Đi bán thì còn đi tới giờ bán hết rồi đi lên nhà năm. Dạ. Ông ngoại còn không ngoại? Có người lấy năm. Vậy là ngoại lo con hả? Hay lo cho cháu? Mình đau tao sống. Dạ ngoại không có con cháu. Có. Dạ. Nhưng mà ngoại bán mình lo cho mình thôi ha. Con không cho đi mà thầy. Dạ. Ở nhà buồn. Dạ rồi. Hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là một cái duyên ha. Con sẽ xin phép một nhà hảo tâm, đó là chú Sanh, là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Chú ấy thương những hoàn cảnh mà lớn tuổi mưu sinh vất vả như ngoại, thành ra ngày hôm nay chú ấy có một cái phần quà nho nhỏ muốn tặng cho ngoại, để cho ngoại bớt được cái phần vất vả trong lưng ngồi ổn. Dạ, đỡ được vất vả trong vài ngày sắp tới. Đây là tấm lòng của chú Sanh ở Mỹ tặng cho ngoại. Cảm ơn con. Dạ, ngoại đếm xem mình được bao nhiêu ngoại? 40. Dạ. Bên nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? À, mừng. Dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với chú Sanh không? À, sao vậy ngoại không biết, ngoại dốt á. Dạ, thì dạ. Ngoại cảm ơn chú Sanh thôi. Cảm ơn chú Sanh. Dạ. Chú Sanh chúc ngoại duy hình sức khỏe. Ừ. À, phục hồi được phần nào hay phần đó nha. Dạ. Dạ, ngon miệng, có bữa cơm ngon miệng trong vài ngày sắp tới. Ừ. Dạ, mình xin phép chào ngoại nha. Cảm ơn chú Sanh nhiều. Cảm ơn ngoại. Cảm ơn con nha. Dạ. Cảm ơn ngoại. À. Dạ. Quan gánh đó. Dạ đúng rồi, lớn tuổi đó, rồi mình gánh đó. Dạ. Bình thường là ngồi là nó đã mỏi rồi. Muốn chi mà mình còn gánh. Gánh 15 tuổi giờ không? Dạ, gánh hồi 15 tuổi tới giờ ngoài. Dạ. Dạ. Nghiệp. Chào ngoại. Đây nè con đổi cho nội. Dạ, nội 500 con đổi cho. Đây, đi này có. Dạ.
Dạ. Mà đưa 50 nữa mới được. Dạ. À, nãy là chị đưa hai tờ 50. Dạ. Dạ. Nói năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi nội? 62 rồi. 62 giờ bằng cô ha. Dạ. Cô cho con xem gương mặt cái được không cô? Thôi đừng quay nữa. Rồi thôi, cảm ơn cô. Con qua lại vậy. Kênh YouTube của em là Khương Nhật Minh. Khương Nhật Minh hả? Dạ. Em hỏi đăng ký cho em nhé. Cảm ơn chị. Giờ thì chắc khoảng 7 giờ đó cô chú anh chị, cũng ngay thời điểm mà cao điểm luôn rồi đó. Nghĩ chắc hoàn cảnh cô này chắc cũng khó khăn, cô bán mía với mấy nẻo chuối nha. Dạ con chào cô. Dạ cô ơi, cô đang bán gì vậy cô? Đang bán mía. Bán mía. Bán mía bán được cái gì? Bán chuối ha. Cô năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi cô? 68 rồi. Bây giờ sức khỏe cô như thế nào cô? Trời cũng đau lưng lắm, tại nghèo cứ ra bươn ra bác. Dạ. Cái lời gì đâu nuôi cháu nuôi con. Dạ, tại khó khăn quá cô ha. Dạ, đau lưng dữ lắm, đi khom. Dạ. Đi muốn hết nổi mà cứ ra. Dạ. Một ngày mà nếu mà cô bán cái này bữa nào mà hên lắm trừ chi phí thì mình còn được khoảng bao nhiêu cô? Trời bán có khi ngày dốt lù luôn, có khi không được 100 ngàn đấy chú. Trời còn ơi. Có khi thì được 200 mấy, có 100 mấy, có khi được 100 ngàn. Ít vậy đó hả cô? Ít thịt luôn, ế chợ dễ dữ lắm, má. Dạ. Mới mua. Dạ, ông xã cô còn không? Đợi anh chết lâu rồi. Vậy là cô nuôi cháu ha? Nuôi con mà nuôi cháu nữa. Dạ. Bây giờ mía này là cô bán một khúc bao nhiêu? Một khúc 3 khúc 10 ngàn, còn khúc bự thì 5 ngàn. Dạ, rẻ quá trời. Thì rốc vậy thì 10 ngàn một bịch. Dạ. Dạ rồi, con hiểu rồi. Mà mía này là cô mua đi bán lại hay đồ nhà cô? Mua không, không có gì á. Dạ, chuối cũng mua luôn hả cô? Mua hết, không có gì cô. Vậy thì đâu có được bao nhiêu đâu. Dạ. Thì hôm nay chia sẻ với cô nghe. Bữa nay gặp cô là một cái duyên. Dạ. Con bữa nay con thay mặt một nhà hảo tâm. Đó là chú Xanh. Dạ. Ở tại Mỹ. Dạ. Thì quê hương chú ấy cũng ở đây. Thì chú ấy thì rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ. Mà còn mưu sinh vất vả như cô. Dạ. Thành ra ngày hôm nay con thay mặt chú ấy có một phần quà nho nhỏ muốn tặng cho cô. Dạ. Thì đây là tấm lòng chú Xanh tặng cho cô. Cô đếm giùm con thôi, xem. Cho tiền gì? Dạ. Đâu chú hỏi. Chú Xanh tặng cho cô chứ không phải con. Dạ. Thành ra cô cứ nhận cho chú ấy vui nha. Đây là tấm lòng chú ấy tặng cho cô nha. Rồi vậy chú nói vậy cảm ơn ha. Dạ. Cô đếm giùm con mình được bao nhiêu? 800 ngàn. Dạ. Cảm ơn nhiều. Bữa nay cô nhận được phần quà này cô cảm giác như thế nào? Vâng. Về mua gạo liền. Dạ. Cô có nhắn gửi gì với chú Xanh không? Em gửi cảm ơn. Dạ. Cảm ơn nhiều. Chú Xanh. Chúc chú khỏe mạnh để giúp đỡ bà con. Dạ. Chú Xanh cũng chúc cô ha. Dạ, có rồi, một bữa cơm ngon miệng. Dạ. Cùng với cháu của mình. Dạ. Dạ, dạ chúc cô phục hồi sức khỏe nha. Thằng trai lớn này nó chết rồi, bỏ ba đi cháu nội lại đó. Dạ. Bây giờ gánh phụ. Dạ, thì thương quá. Nó bị té xe bị tai nạn. Dạ. Rồi, chúc cô phục hồi sức khỏe nha. Dạ, rồi, dạ, cảm ơn. Nha. Rồi. Rồi về cảm ơn chú nhiều ha. Dạ, xin phép cảm ơn cô. Chú và cảm ơn chú Xanh nè ha. Cảm ơn chú và cô. Cho tôi quay đi. Dạ không. Thank you.
Dạ, con chào ngoại. Ngoại, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán bún, giá hủ tiếu. Dạ. Mấy cái này là đồ ngoại mua đi bán lại hay là ngoại... Mua đi bán lại. Dạ, ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 71 tuổi. 71 rồi, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Thì cũng đau lưng thôi chứ không có gì. Dạ, bây giờ giá mình bán nhiêu ký ngoại? Giá 10.000 ký. Dạ, còn bún mà. Bún 12.000. Dạ, còn hủ tiếu à? Hủ tiếu 22.000. Dạ. Vậy là nếu một ngày mà ngoại bán mà ngoại trừ luôn vốn á thì mình còn được khoảng bao nhiêu ngoại? Là còn cái lời á. À, còn cái lời đó ngoại. Là cái chắc kiếm 100-200 ngàn. Dạ, rồi ngoại bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Bán khuya 3 giờ ra tới khoảng 9 giờ hết độ, 9 giờ 10 giờ. Dạ. Vậy là chợ này là nhóm sớm vậy đó ha ngoại? Sớm khuya tại ra sớm bỏ mối cho người ta. Dạ. À. Thì hôm nay mà ngoại bán vậy thì ngoại có lo cho ai không ngoại? Không. Dạ. Không nuôi ai nữa. Không ngoại còn không ngoại? Còn. Vậy là ông ngoại với bà ngoại sống thôi. Dạ, với nhỏ con gái mà nó cũng có gia đình rồi mà nó ở chung á. Dạ. Nó cũng làm. Dạ. Ừ. Thì hôm nay gặp ngoại là cái duyên. Bữa nay cũng chia sẻ với ngoại nghe. Con sẽ thay mặt một nhà hảo tâm. Đó là chú Xanh ở tại Mỹ. Thì chú ấy cũng có một cái phần quà nho nhỏ muốn tặng cho ngoại. Thì cũng ít lòng nhiều. Chú ấy cũng hy vọng là với tấm lòng chú ấy sẽ giúp cho ngoại bớt vất vả trong vài ngày sắp tới. Thì đây là tấm lòng của chú Xanh tặng cho ngoại. Ngoại đếm giùm con mình được bao nhiêu nha. 1, 2, 3, 400. Dạ, bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? Thôi, phần quà này tôi cũng cảm ơn cho chú Xanh ở bên Mỹ. Dạ. Thì chú Xanh cũng chúc ngoại ha, để giữ gìn sức khỏe, bán được đắt hàng hơn nữa nha, trong vài ngày sắp tới. Xin phép chào ngoại nha. Cảm ơn. Đây mời cô chú anh chị cùng xem chỗ kiosk bán quần áo tí nha. Chợ này là người lớn tuổi còn mưu sinh khá là nhiều luôn á. Em cũng khá là bất ngờ chứ em không nghĩ là chợ Mỹ Long là người lớn tuổi mua bán tương đối rất là nhiều luôn. Dạ, chúc mấy cô sức khỏe nghe. Dạ. Dạ. Dạ.
bán vé số hả? Dạ, chú cho con hỏi vài câu được không? Mà chú còn đi lại được không? Hình như nãy con thấy chú có chở con trai chú đi học phải không? Đúng rồi. Chú thanh nay chú bao nhiêu tuổi rồi? 47. À, vậy là bằng anh thôi. Anh có mấy bé lận? Có thằng. À, rồi anh bị như thế nào mà mình ngồi xe điện với anh? Bị té xe. À, anh bị tai nạn hả? Anh bị bao lâu rồi? 5 năm. 5 năm rồi. Bây giờ nó ảnh hưởng tới sức khỏe của anh như thế nào? Là bây giờ yếu cái vài chân. Là anh bị bên phải thôi hả? Ờ, dạ. Bây giờ một ngày thì em bán được bao nhiêu tờ? 200. 200. Dạ. Còn não của mình thì có được bình thường không anh? Nó có bị gì không? Là chỉ bị cái phần mất hết nửa bên rồi ha. Dạ, mất hết nửa sọ rồi. Dạ rồi. Rồi anh có mấy bé lận? Có đứa à. À, con anh đã đưa anh đi học là lớp mấy? Lớp 5. Lớp 5 ha. Dạ, còn vợ anh còn không? Còn. Dạ. Nó làm gấu bông. Làm gấu bông ha. Rồi, hôm nay gặp anh là cái duyên nha. Em sẽ xin phép một nhà hảo tâm, đó là chú Sanh ở tại Mỹ, sẽ tặng cho anh một phần quà nhỏ nhỏ của ít lòng nhiều nha. Chú ấy chúc anh phục hồi sức khỏe và đỡ vất vả hơn cùng với gia đình của mình trong vài ngày sắp tới nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Bữa nay anh nhận được phần quà này anh cảm giác như thế nào? Mừng, mừng. Anh có, dạ, anh có nhắn gửi gì với chú Sanh không? Chúc chú Sanh giàu sức khỏe. Cảm ơn anh. Chú Sanh chúc anh ha sẽ phục hồi sức khỏe của mình đỡ phần nào hay phần đó và có bữa cơm ngon miệng cùng với gia đình nha. Dạ. Thôi chúc anh ăn ngon miệng rồi tiếp tục đi bán nha. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi? 35 rồi. 35 hả? Dạ. Rồi anh bị bẩm sinh hả? À, rồi anh bán vé số ha. Dạ, vé số rồi. Dạ, một ngày bây giờ anh bán được bao nhiêu tờ? Dạ, em bán được 150. 150 ha. Anh có vợ con gì không? Dạ, có một vợ, hai đứa dạ, con. Dạ, cũng vậy luôn. À, vợ anh cũng vậy luôn hả? Dạ, anh có hai đứa con ha. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn mẹ. Thì hôm nay gặp anh là cái duyên nha. Dạ. Em sẽ xin phép một nhà hảo tâm, đó là chú Sanh ở tại Mỹ, dạ, sẽ tặng cho anh một phần quà nhỏ nhỏ nha. Dạ. Để cho anh đỡ vất vả cùng với vợ và con của mình trong vài ngày sắp tới nha. Dạ. Thì đây là tấm lòng chú Sanh tặng cho anh. Anh đếm được không? Dạ không. À, anh biết tờ này bao nhiêu không? Dạ. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chú Sanh tặng cho anh 1 triệu. Để cho anh đó. Dạ, dạ, sử dụng chân không để hen. Cảm ơn chú. Dạ, bữa nay anh nhận được phần quà anh cảm giác thế nào? Dạ, có rất nhiều vui. Dạ, anh có nhắn gửi gì với chú Sanh không? Dạ, có cảm ơn chú Sanh. Cảm ơn anh. Dạ, chúc có tôi gì sức khỏe à. Cảm ơn anh. Dạ. Hy vọng với tấm lòng chú Sanh ha. Dạ. Giúp đỡ cho gia đình bốn người của anh. Dạ. Có một bữa cơm ngon miệng. Dạ. Trong vài ngày sắp tới. Yeah. Chú Sanh chúc anh mua mai bán đắt nha. Dạ, yeah, cảm ơn chú xin nhiều. Cảm ơn anh, xin phép cho anh nha. Yeah. Cảm ơn anh. Hết chợ rồi đó quý vị. Rồi, để bây giờ em sẽ tập kết lại số tiền mà em còn giữ của chú Sanh.
sau cái buổi phát chợ Mỹ Long trong buổi sáng ngày hôm nay. Như cô chú anh chị cũng thấy rồi đó, đang nếu mà em gửi cho những hoàn cảnh dễ dễ hơn thì chắc chắn sẽ rất là nhanh luôn. Tuy nhiên thì như cuộc sống của chúng ta thì độ tuổi trẻ thì vẫn còn rất là nhiều thời gian để tìm kiếm về những cái cơ hội, những cái may mắn trong cuộc sống, cũng như là có thể là tìm kiếm được những cái thu nhập. Độ tuổi lớn cũng không còn nhiều thời gian. Cô chú gì đã em chút xíu em thấy ngoài này bán cái nào, bán chuối. Ngoài bán gì ở ngoài? Cá con. Dạ. Cá chuối đồ mà nãy giờ bán hết phân nửa rồi con. Dạ. Ngoài năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoài? À, 70 rồi con. Dạ. Ngoài 79 hay 71 ngoài? 71 rồi con. Dạ. Bây giờ một ngày mà ngoài bán cái này ngoài trừ hết chi phí luôn mình còn được bao nhiêu ngoài? À, một ngày ngoài bán tùy bữa, à bữa đổ cá nhiều thì được cả triệu, còn bữa nào ít thì cũng 500-700. Dạ. Cái này đồ nhà bán không mà không có mua. Dạ. Vậy là có lúc nào có thì mới bán vậy ha. Mỗi ngày mỗi bán. Mỗi ngày mỗi bán ha. Hôm nay con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là một cái duyên. Con thay mặt một nhà hảo tâm đó là chú Xanh ở tại Mỹ có một phần lì xì nhỏ nhỏ muốn tặng cho ngoại. Cô ít đồng nhiều. Con cho tiền ngoại rồi. Chú Xanh rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh như là hoàn cảnh của ngoại. Thành ra là chú ấy cũng hy vọng là với tấm lòng chú ấy đỡ cho ngoại trong vài ngày sắp tới. Rồi con ở đâu là sao cô muốn liên lạc, cảm ơn con. Dạ thì đây là tấm lòng của chú Xanh ở Mỹ à. Con thay mặt chú ấy tặng cho ngoại à. Thì bữa nay thì ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Ngoại cũng ngại lắm. Dạ. Ngoại cảm ơn con, với lại con ngoại muốn bây giờ con đi đâu. Dạ bây giờ ngoại nhắn gửi với chú Xanh gì không à. Ngoại có muốn nhắn gửi gì với chú ấy không? Ở bên Mỹ hả? Dạ à. Ngoại cảm ơn chú. Chú có lòng hảo tâm mà giúp đỡ những người mà già cả hoặc là neo đơn. Dạ à. Chú Xanh chúc cũng... chú dạ. Có nhiều sức khỏe. Cảm ơn ngoại. Nặng ví dụ còn sức khỏe thì còn giúp đỡ cho người khác nữa. Dạ. À. Chú Xanh cũng chúc cho ngoại ha, giữ được sức khỏe được của mình và bán được đắt hàng hơn nữa. Với tấm lòng yêu thương của chú giúp cho ngoại đỡ vất vả trong vài ngày sắp tới. Dạ, con xin phép chào ngoại nha. Nhưng mà ngoại muốn xin số điện thoại hay muốn liên lạc con ở đâu, ngoại cảm ơn con. Dạ không sao, bữa nay ngoại gặp con là ngoại đã truyền tải thông điệp rồi. Con ở Vĩnh Long lận. Vĩnh Long cũng hả? Hơi xa. Con tên gì? Con tên Minh. Minh hả? Rồi con ở cái à, cái YouTube nào? YouTube của con là Khương Nhật Minh. Khương Nhật dạ. Minh rồi. Thì sau này nếu mà ngoại có muốn xem thì ngoại lên trên mạng ngoại xem con nghe. Rồi ngoại. Xin phép chào ngoại nha. Nói chuyện cảm ơn con. Cảm ơn ngoại. Lưu với con. Ngoại giữ gìn sức khỏe. Rồi chúc mấy anh uống ngon miệng nha. Chúc hết mấy anh sức khỏe. Rồi bây giờ em sẽ tổng kết lại nha cô chú anh chị. Giờ còn rất là nhiều luôn. Bác bán với số hả bác? Dạ. Dạ bác năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi bác? Dạ 71 rồi. 71 rồi. Một ngày bây giờ thì ông ngoại bán được bao nhiêu tờ ông ngoại? Khoảng từ 100 tờ trở lại à. Dạ. Ông ngoại bán vậy thì ông ngoại có lo cho ai không? Cũng dạ còn vợ với mấy hai đứa nhỏ đó. Dạ. Vậy là một ngày ông ngoại lời có nhiêu đó thôi dạ, nha. Dạ. Thì bữa nay thì cũng chia sẻ với ông ngoại ha. Dạ. Bữa nay gặp ông ngoại là cái duyên. Con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Đó là chú Xanh ở tại Mỹ sẽ có một cái phần quà nhỏ nhỏ muốn tặng cho ông ngoại để cho ông ngoại bớt cái vất vả trong cuộc sống trong vài ngày sắp tới. Thì đây là tấm lòng của chú ấy tặng cho ông ngoại nha. Dạ thì ông ngoại đếm giùm con xem chú ấy tặng cho ông ngoại bao nhiêu nha.
Dạ, 500 ngàn. Dạ, bữa nay ông ngoại nhận được phần quà thì ông ngoại cảm giác như thế nào? Dạ, rất mừng, dạ, cảm ơn nhà hảo tâm cũng như chú đã có lòng giúp đỡ cho những người gặp khó khăn như tôi vậy. Dạ, cũng hy vọng với tấm lòng chú Xanh để giúp đỡ cho ông bà ngoại, ông ngoại cũng như gia đình có bữa cơm ngon miệng trong vài ngày sắp tới nha. Dạ, chúc sức khỏe chú được dồi dào, gặng lo cho bá tánh được. Cảm ơn ông ngoại. Dạ, rồi chú ngoại mua quay bán đắt nữa nha. Xin phép chào ông ngoại. Dạ. Nãy em đếm nhiều em quên rồi. Như hồi nãy là 38 tờ 100 chứ 70 tờ 50 cho bạn. Tại vì tờ 50 thì em không có lấy ra. Hồi nãy là 3.5 triệu, tờ 50 ngàn thì tương đương với 70 tờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 là 3.3 triệu, với cái này 3.5 triệu. Vậy là coi như là em được, em còn 6.8 triệu. Thì 13.5 triệu mà em phát còn 6.8 triệu là em phát 6.5 triệu. Ủa, 6.7 triệu. Thì là em phát 6.7 triệu từ tấm lòng của chú Xanh. Ở đây em còn 6.8 triệu. Thì em sẽ, trong tổng số là 13.5 triệu, thì em sẽ tiếp tục thay mặt chú gửi đến cho những phần quà đến với cho bà con khó khăn ở tại Bến Tre theo như nguyện vọng của chú. Thì chân thành cảm ơn tấm lòng của chú Lưu Nhận Xanh rất là nhiều. Cảm ơn cô chú và cảm ơn gia đình. Cũng mong muốn là công đức cũng như là phước đức này của chú sẽ hồi hướng được cho bà con, cũng như là hồi hướng cho gia đình, cũng như là giúp được cho bà con ở quê hương của chú bớt được cái phần vất vả trong vài ngày sắp tới. Và cũng không quên là cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc cô chú anh chị cũng như nhà hảo tâm sẽ luôn gặp nhiều sự may mắn trong cuộc sống của mình, để sẽ có những sự hỗ trợ đến với những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất ạ.